Đi làm đó, ăn ngủ bộ trên đời này không còn chuyện gì đáng kể nữa sao mà túi ngày cứ châu đầu vô coi ba cái phim ảo tưởng chán chết rồi bà ơi. Chứ còn cái gì nữa. Thì tôi cũng nghĩ vậy á. Thôi tụi bay đừng có than. Coi con Nhung em của em đó, không có giờ mà coi mà lo cho con đó, đừng nói là ngồi coi tivi sướng cái mồ ngồi mà than thở nữa. Nhưng mà dù sao thì có con nó cũng vui theo cái con của nó chứ. Em á, sắp hết thời con gái rồi chị ơi. Hết cha nó nữa rồi chứ còn gì nữa mà sắp hết. Chị mày trời ơi, đáng lý ra đó là bà đó là thuộc cái loại đàn bà rồi. Nhưng mà hên cho mẹ đó là mẹ chưa có chồng nên người ta mới cho mẹ cái biệt danh khác đó là gái sờn. Gái đâu cho. Thôi được rồi. Thôi được rồi, hai đứa tối mai có đi ăn chè không? Thôi cảm ơn chị nhiều, ngày mai em đi chơi với kem của em rồi. Thank you. Đi mày. Mai em hẹn với Hương đi ăn rồi. Trời ơi, đám bạn của em có, còn con mình nó ế giống em thôi. Vậy được rồi, mình tao đi được rồi. Đi thôi, tao đi mày. Biết sao không? Gì? Trong đám bạn của tao á, có mỗi mình con Hương à. Nó không có khoe khoang gì với tao hết. Còn cái tụi bạn kia kìa, mỗi lần gặp tao á, nó tống vô mặt tao một đống hình. Nào là trời khoe chồng đẹp trai, chồng tao nhà giàu, chồng tao kỹ sư bác sĩ, con tao chút chích. Còn tao á, có được tấm hình chụp ở Hawaii, trời khoe đến rách nát ra luôn. Ê, hình Hawaii nào vậy? Mày không nhớ hả? Cái hình mà tao mặc bikini rồi chụp dính cái thằng cha du lịch Nhật lùng xịt tới bông tao đứng làm sao đó. Sao mà đem ra cái mặt khen nó là ghép của bà phải không? Không, chồng tao. Trời ơi. Nhưng mà bà đó, bà cũng còn hên là bà còn cái tấm hình đó bà khoe, còn tôi không có tấm nào. Thì mày lấy đại hình thằng nào mày nổ là chồng mày đi. Gì mà trời ơi, mày làm gì mày hướng cái muốn chết vậy. Thôi xin lỗi, bữa nào á tao cho mày mượn tao nè, hai đứa mình chụp hình trình chung vậy ha, cái mày khoe á tao là vợ mày. Thôi cảm ơn nè bà già khú bà ơi. Già hoài vậy mày, già đó là già. Nghèo nghèo lắm á, đừng có nhắc cái tuổi tác của tao nhà mày, tao đánh chết đi vợ. Ôi giời ơi, đâu mà lo, quýnh hoài bà. Bên này 50 tuổi vẫn còn đẻ được mà, có phải không bố? Đàn bà 50 tuổi còn đẻ được, nhưng mà đàn ông á 40 tuổi nó ngủm cụ đèo rồi làm sao đẻ được. Thôi, ta đi ngủ. Ê, sao bây giờ lại đi coi phim ma với chị chứ? Đây. Thôi chị ơi, đời là đáng sợ lắm rồi. Là em sợ cái con này dữ lắm. Phải là bà sợ tôi lắm ha. Tôi chù nha bà, tôi chù cho bà ế chồng cho bà biết. Ê, mày nghe Vũ Bích chưa? Sao? Có bầu nữa hả? Lần thứ năm nữa. Trời đất ơi, bộ nó tưởng là cái máy đẻ sao vậy? Bởi vậy, mày thấy không? Hết cả đời con gái nó thấy chưa? Đó, hồi xưa đó, trai bu nó tưởng nó ngon lắm. Bây giờ đẻ riết cái người thấy mà gớm à. Tao mẹ nó xấu con này. Nó mở miệng ra, chị có biết đàn ông
Tao nói mẹ, con này là con gái hư. Mày thấy mặt nó hả? Nguyên một chữ trai trên trắng trình dần vậy nè. Đúng là con gái hư à. Ê, nhưng mà có lúc á, tự nhiên tao mày đi ghen lồng ghen lỗi với nó vô duyên á. Hai con điên thiệt á, tao nói thiệt. Mày biết không, tao nói chuyện với thằng Vũ ở chung nhà á. Ừ. Thằng Vũ vậy nè. Tao nói á, tụi mình á, là hai chiến sĩ tự do. Là hai người đàn bà độc thân duy nhất còn lại trên cái thế giới này. Nhưng mà tao thì tao chỉ sợ một ngày nào đó tự nhiên mày sẽ nói với tao về về một thằng nào á. Lúc đó tao nói thiệt nha, tao không biết còn ai để mà tâm sự không nữa. Tên của anh là Liệt. Hả? Liệt. Cho coi hết sảy chưa. Cho ý kiến đi, thấy sao? Được không? Cũng được thêm ơi. Đẻo quá. Đẻo gì? Hôm bữa đó tao bị hư xe cho nên tao phải đón xe bus đi làm. Cái tình cờ ổng ngồi kế bên, rồi cái hai đứa bắt đầu nói chuyện. Mày có tự tưởng hai đứa tao nói chuyện đúng không? Không quên đi xuống xe luôn. Mày đi xe bus thì gặp được giày, gặp trai giày. Tao gặp gì đâu mà toàn mượn rượu mà. Gặp mặt tao là xin tiền xin tiền xin tiền. Thấy phát cá. Nhưng mà nè, nhìn gái lứa mới quen làm gì nói chuyện nhiều dữ vậy mày? Nói gì thì nói chuyện buôn bán xe hơi thôi, gì đâu. Gì? Tự nhiên cái nói chuyện buôn bán xe là sao mày? Thì ảnh làm nghề buôn bán xe hơi. Rồi, thì là tao hơn mày, gặp bợm nhậu tao hơn á. Thôi, đừng nói chuyện tao nữa. Sao? Nói chuyện mày đi, hôm nay mày sao rồi? Mày á. Chuyện ta hả? Ừ. Tao hả? Hỏi hoài tao hỏi mày chứ hỏi ai vậy? Tao... thì... bác sĩ phòng mạch tao làm đó. Chà chà, nghe hấp dẫn à, nghe có tương lai sao 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 nói nữa tao nghe cả. Thì ổng thì ổng thôi mày ơi, tao không nói láo mày làm gì đâu, tao không có ai hết á, bác sĩ nào thèm theo tao. Cả rừng đàn ông ngoài kia tự mày em ra đường mày làm chi. Như đi xe bus giống mày á. Miễn sao tụi tao yêu nhau là được rồi. Miễn được tôi yêu nhau là được rồi. Nó mở cái họng ra là anh Liệt này, anh Liệt nọ. Đâu còn tình nghĩa bạn bè gì nữa đâu. Ê, nhớ nha, tao với mày á, lỡ mà thương thằng nào trước á, thì đừng giở cái trò dông ơn bội nghĩa ra, tao ghét lắm á. Cái thứ liêu trai mà, mới biết đàn ông thôi tưởng nó ngon lắm, nhào vô đi rồi mới thấy. Ngu, bà để rồi bà coi nha. Ít bữa nó vừa về, nó vừa than tức, nó vừa than đau nè. Rồi nó sẽ than là nó có bầu, mệt quá. Rồi nó có con, rồi con trai, con gái. Ôi lúc đó què nó còn không thương nó nữa chứ đừng nói là Liệt bà ơi. Tao muốn có con. Trời ơi hú hồn má nói gì vậy má. Bà lộn người rồi bà ơi. Thường thường á cái chuyện này phải có người đàn ông mới được. Trừ khi á là bà tính chuyện bất bình thường. Tao đâu có muốn có con với mày. Tao muốn có con với Liệt kìa. Ê, bộ bà muốn chạy xe mới hả bà? Liệt không phải Liệt đó. Liệt của riêng tao. Con của riêng tao. Tôi lỡ nghe cô nói cái Liệt cũng không sao. Cô nghĩ tôi có thể. Xin mời ông đỡ vô giường trước khi tôi phải khiêng ông vô ông tạ. Vì ngu gì, tôi không đợi cô khiêng tôi vô. Chừng nào ông té xuống, ông đập đầu rồi ông tỉnh dậy rồi ông kêu tôi khiêng ông vô nha. Nếu cái đầu tôi mà có vấn đề gì á, thì tôi cho cô biết. Thường ngày á, tôi đổi mái tóc giả, hộp màu già cũng đẹp lão. Hồi nãy cô nói tôi Liệt mà còn được mà thôi. Trước nhất á, là tôi muốn yêu người cha của con tôi. Còn cái thứ nhì á, cái sự mà cố gắng nó sẽ giết ông chết. Biết rồi, muốn giúp cô mà cô không chịu thì thôi. Liệt đâu không thấy, toàn là điên điên mắt mắt cả rừng không à. Chắc tao cam phận lấy khùng quá. Đúng đó. Cái gì? Tôi đồng ý. Lấy khùng hả mày? Không, tôi đồng ý với chị là đàn ông trên đời này đều là khùng hết trơn á. Cái loài của nó sanh ra là vậy á, lạnh lùng thô lỗ dâm tà đoản hậu. Chị em mình mà biết thương nhau hả, có ngày á dòng giống tụi chị em mình á hả bị tụi nó tiêu diệt hết trơn cho bà coi. Nè, bộ Linh nó đá mày rồi hả? Ừ.
tối qua đó thằng khốn nạn giáo trời cho bà, giáo trời cho nó ra đường xe công nhân đụng cái chết mẹ nó đi. Hello Vũ à. Ê Vũ, hello hello. Tôi biết chị bị cái tật. Tật gì? Thì cái tật kén chọn. Trong biết bao nhiêu người đàn ông mà chị quen biết đó, xong cắm đại người đi. Chị tưởng chị còn 18 tuổi sao? Chồng chợ gì nữa chứ. Má bà cũng lo lắm đó. Chị để bỏ mông biết nè. Má làm như má là bác sĩ tâm lý là má giải quyết được bao nhiêu chuyện trên cuộc đời này không bằng á. Mà chị nha, chị ghét nhất là em cứ kể chuyện chị cho phát không. Thì chị có cách đó, bà mới không nói đến chuyện của em. Tóm lại đó, ý của em á là trong bao nhiêu cái mạng đàn ông mà chị quen đó, không lẽ không có mạng nào dự ý hết sao? Dự ý hả? Rồi, để chị kể ra cho em làm rồi. Chứng nha. Đầu tiên á là thằng Kỳ học chung lớp với chị. Tôi thấy rằng cái ngành kỹ sư cầu cống của tôi là lý thú nhất thế giới. Nếu không có những người như tôi thì loài người sẽ đi về đâu? Thứ hỏi rằng con người ta sẽ qua sông như thế nào nếu không có cái cầu của tôi? Thôi, vậy em cái cầu cống nó quăng bên đi. Còn mấy cái khác không? Thằng Kỳ tuy nó cù lần thiệt đó, nhưng mà chỉ có một mình nó là nghĩ là chị là đẹp nhất trên trần gian này. Ngoài chị cái cầu Golden Gate ở San Francisco ra. Còn cái thằng nghệ sĩ làm thơ làm nhạc gì đó làm sao? Quang á hả? Hỡi có nhận tình bác của tôi ơi, tôi muốn mỗi câu chỉ mỉm cười trong lúc vắng tôi và mắt chỉ nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi. Đó, em thấy chưa, suốt ngày lúc nào cũng mơ mộng làm ca sĩ không chịu học hành gì hết. Bây giờ thì nó cũng làm sĩ mà là cuồng sĩ. Thôi vậy cái thời học hành xa xưa đó hoàng bên đi. Thì còn cái thằng Vũ ở trong nhà chị đó làm sao? Thôi trời ơi, thằng hớ lại gái á. Còn mình thì sao? Mình nào? Thì ổng hỏi cưới chị đó, ổng còn khoe với em cái chiếc nhẫn cưới bự tù dù nữa kìa. Chị muốn ảnh làm gì nữa? Em còn muốn gì nữa? Thiệt là tội nghiệp ảnh, chị không có cảm giác mà. Không phải, bị chị nghĩ nếu mà chị bằng lòng rồi á, chị sẽ không có cơ hội chọn lựa nữa. Lựa chọn đi, rồi cuối cùng á lấy cái thằng cuồng sĩ á không chừng. Ê, người ta nói là như cơ hội tới có một lần thôi phải không em? Gọi ảnh đi. Gì? Chị còn giữ số phone của ảnh mà. Biết rồi nhưng mà sợ, 2 năm rồi nghĩ ảnh chắc có đời sống mới rồi quá à. Ai biết được, chị đâu có. Rồi, gọi ảnh đi. Nói gì vậy? Thì chị nói là chị không còn nghĩ đến ảnh, rồi sau đó cái chị mời ảnh đi ăn, rồi cuối cùng á thì kêu ảnh làm ba của con chị. Chị mặt mũi nào mà nói gì mắc cỡ chứ một. Uống vài lon bia vô là chuyện gì cũng xong. Thôi say rồi á không có làm chuyện gì tốt đâu. Hết bia rồi bây giờ gọi đi. Chỉ biết ăn với diện quần quần áo áo. Trời ơi, chỉ có đứa nào thấy mình xấu thì mới thích diện. Thì thấy em sao? Dĩ nhiên em thì khác rồi. Em đẹp hả? Không, xấu. Có khác gì đâu mà. Khác là cái chỗ là khi mà em diện vào ấy thì trông lại càng xấu hơn. Nhưng mà bây giờ theo chị thì em phải sao vậy? Mà bây giờ để xấu tự nhiên đi, còn hơn là xấu mà không tự nhiên chứ làm sao. Khi bước nhau yêu sầu
một ngày đau thương tới chị. Mẹ làm gì vậy mẹ? Thôi đừng hỏi tao làm gì, bây giờ tao cũng biết tao làm gì nữa. Trời đất ơi, tôi nghĩ bà lầm rồi bà ơi. Làm gì? Trời ơi, ở trên thân thể của người phụ nữ đó mà xấu nhất là mấy cái ngón chân. Ừ. Trời đất ơi, mà đặc biệt cái trường hợp của bà còn đặc biệt hơn nữa bà ơi. Sao? Trời ơi, mấy cái ngón chân bà nó chè bè ra như cái nải chuối này mà bà lại mình hút cái màu tím này vô. Trời ơi, ghê quá bà ơi. Vậy vì ngón chân ta xấu à, tao mới quất lên cho nó đỡ xấu. Với lại đi hạn kép mà, màu tím là màu tượng trưng cho sự thủy chung mà biết không? Thôi làm ơn giùm, nó xấu xí làm người ta để ý quá. Đâu có nữa. Bây giờ bà lỡ bà sơn ba ngón rồi, thôi bà sơn luôn hai ngón đi, để ba ngón kỳ hơn nữa. Sao tao hồi hộp quá? Tôi biết, sơn hai cái ngón út nó dễ lem lắm. Duyên á. Duyên sao? Tao nói tao hồi hộp á, là tao nghĩ tới cái lúc tao gặp anh Minh. Chỗ tính tình tao kỳ cục ơi, tao gặp trai cái tao chất quốc là nhân viên sao mà ơi. Thôi mệt quá má ơi, má không biết gì hết trơn, trời khi bước vào yêu tôi một lần. Ra chỗ cho tôi nằm đi, tôi mỏi quá rồi. Điếc cô tài quá. Đường yêu đương trắc trở, duyên nó sẽ lơ làng. Ê Vũ, vậy cho tao hỏi thế coi. Gì? Đen hay trắng mày? Đen. Sao không là trắng? Thôi trắng đi. Đây tôi nghĩ cái màu trắng cũng hợp nha bà. Cái màu trắng nó tượng trưng cho cái sự trinh trắng ba mươi mấy năm trời của bà. Cảm ơn. Anh nói thiệt nha, anh rất ngạc nhiên với cú điện thoại ngàn qua của Hồng đó. Tôi đi chai vậy. Anh nghe tiếng là nhận ra Hồng liền. Ủa hay ơi. Làm sao mà quên được. Hồng biết không, xém chút nữa là anh tự tử với Hồng rồi đó. Nhưng mà cũng may là cũng may là anh gọi điện thoại cho thằng bạn của anh. Anh muốn nhắn lời lời với chú, nhưng mà nó không có nhà. Cho nên anh chưa có nhảy cầu. Ủa, cầu nào vậy? Không, xin lỗi. Bị tôi thôi, ý là tôi nói là tôi gọi anh đột ngột quá đó. Tôi sợ phải làm phiền, như là làm phiền. Không gì đáng kể hết. Hồng biết không, sau khi xa Hồng 2 năm thì anh có quen với vài người, nhưng mà không có cô nào có thể so sánh được với Hồng. Bởi vậy sau khi anh nghĩ là anh anh càng quen nhiều thì anh thấy anh càng thiếu sót và thương Hồng nhiều hơn nữa. Làm rung quá, rung thiệt á. Sao mà rung? Bị chồng nghe em tôi đó. Trước khi cưới á, nó cũng lãng mạn y chang vậy á. Anh mơ được ngày hôm nay đã 2 năm rồi đó. Tới nỗi là anh sợ, anh không dám mơ tới nữa. Sợ mơ thấy tôi hả? Không phải đó. Anh sợ là lần này gọi cho thằng bạn của anh, nó có ở nhà. Ủa? Chứ lần trước đi đâu? Ngủ ngon. Hồng em. Minh Anh. Anh Hồng à. Gì? Đây là chiếc nhẫn mà 2 năm về trước em đã từ chối với anh. Nhưng bây giờ anh vẫn nghĩ nó thuộc về em rồi. Ngày hôm qua khi nói chuyện điện thoại với em, anh vẫn biết là 2 năm về trước em còn do dự lắm. Nhưng bây giờ thì em đã hoàn toàn thay đổi. Em không có biết nói gì hết. Không, em không cần phải trả lời ngay bây giờ. Em có thể chờ một ngày, một đêm, một tháng, một năm cũng được. Anh muốn cho em thấy là
Không à, anh muốn cho em thấy là anh vẫn còn yêu em. Nó mới có một ông bệnh nhân bị khủng hoảng tâm thần thứ thiệt. Dạ anh sao bác? Cuối ngày cứ nói là ai cũng đi nói xấu sau lưng ổng hết á. Khùng thiệt. Thì má đang nói xấu sau lưng ổng kìa. À. Ủa? Má qua đây làm chi vậy má? Chị. Má qua thăm em con được hả? Sao vụ Minh sao rồi? Em lỡ nói với má, tối qua chị đi chơi. Còn nói với ai chi vậy? Tối hôm qua làm sao? Trời ơi, nguyên đêm hôm qua hả? Khen suốt đêm vậy hả? Nào là em đẹp quá, em dễ thương quá. Em là suốt cuộc đời của anh. Rồi gì thôi nghe đã quá. Em có thể tưởng tượng được quý một đêm hôm qua chỉ toàn nghe những lời khen mà. Trời ơi, đêm về biết cảm giác chị nó làm sao không? Một năm mà được nghe khen một lần em còn chưa tưởng tượng ra được nữa kìa. Chị biết không, lần cuối cùng ảnh khen em là Tết năm ngoái. Ảnh nói chứ hôm nay em ngộ quá ha. Đêm sinh nhật của má, ba con nói tối nay mình ngủ chung một bữa nha. Thôi vậy con nói thiệt với má hả, con không có cưới đâu. Cái gì, mới gặp là hỏi cưới nữa hả? Dớt nó liền đi con. Ôi buồn quá ai ơi. Duyên má ơi, má hạn kép thôi mà má làm như nhà trái má, là má ngồi xuống con chóng mặt quá rồi. Chết rồi, tới hàng ngủ với con nhà, đừng có bỏ tôi đi một mình vậy, tôi run lắm á. Anh không ngờ là em quyết định sớm quá. Cảm ơn. Giới thiệu trong nhà. Chào anh. Làm quen. Tôi tên Minh. Tôi là Đào. Dạ. Em là Vũ. Chào anh. Chào chị. Thôi anh Minh ở chơi nha. Tôi chị Đào ra đây có công chuyện chút xíu, ở chơi nha bà. Thôi đi em. Lại đi. Mình phải đền bù lại 2 năm vừa qua. Lại đi. Lại đi. Anh Minh à. Hả? Em biết là anh rất là tốt. Anh đẹp trai nữa. Anh thương em nữa. Anh Minh. Anh chửi em đi. Anh mắng với mặt em đi. Bị gì vậy? Sao? Em không có yêu anh. Em tưởng là em sẽ yêu anh. Em nên yêu anh. Nhưng mà tự nhiên em... Ôi. Tôi hiểu rồi. Thì cô khùng lắm nha. Cô thiệt là cô là đồ vô lương tâm, bạc tình bạc nghĩa, ai trắng đổi đen à, chơi đụng cổ người ta vậy. Ê cha kia, tự nhiên tôi không cưới cha làm gì sao chửi tôi như vậy? Thì em mới được kêu anh chửi em. Bởi vì anh thấy không, em muốn cái gì em cũng chiều em hết à, em đòi hỏi gì cũng chiều hết à. Em xin lỗi anh, bởi vì em nghĩ là trời đất ơi, em tưởng là cái tình cảm của em cái lần này á nó phải khác 2 năm về khác, trước. Khác có gì khác đâu, có quy trang à. Nè bây giờ sao? Em làm ơn nha, em làm ơn em lấy số điện thoại của anh đi. Chi vậy? Em đốt hết đi, đừng để lại cái gì hết. Sao vậy? Anh sợ là 2 năm về sau em hứng lên còn gọi em một cái. Anh sợ anh tới nữa. Mau dữ vậy mẹ. Vũ ơi, chị ngu không thể tưởng tượng được. Gì vậy bà? Cái chị nói chứ. Em không yêu anh. Em không yêu anh. Không nói gì em, chị không có hiểu vậy. Em đâu biết đâu. Nguyên một đêm hôm qua tôi không hề chợp mắt. Sáng nay tôi quên ăn. Tôi chờ từng giây từng phút để được gặp mặt ảnh, để được thấy mặt ảnh, nghe anh nói. Khi mà yêu nhau là thời gian đẹp nhất, người ta muốn sống mãi mà không muốn bước ra. Chứ nghĩ lại cái đời sống gia đình,
Chị thấy sao ớn quá. Giờ tôi hỏi bà nha, bà có thương ổng không? Thương tôi vớt à. Trễ rồi Vũ ơi. Bà trễ mấy ngày rồi bà. Mày nói gì? Trễ là trễ. Tình yêu của tao kiểu trễ. Trời ơi. Không à. Không trễ đâu em. Trời đất ơi. Trời. Anh giống như em vậy đó. Mấy ngày hôm nay mất ăn mất ngủ, không ăn uống được gì hết. Anh vẫn chờ đợi em mà Hồng. Một năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, ở nhất anh vẫn chờ đợi hết Hồng mà. Ốm thì dớt. Anh Minh, năm nay nhiêu tuổi cả? 39 anh. Trời ơi nè. Hả? Bà muốn có con không? Muốn. Muốn có con tối nay dớt liền đi qua tuổi 40 là chèo queo luôn vợ. Nhanh lên cậu ơi. Từ từ mày, đường đất gồ ghê mà. Về sao heo? Dạ cậu. Mày chờ tao chứ. Trời ơi, đi cua đào chứ bộ đi chạy nở sao mày làm đi mày chạy nhanh dữ vậy? Mày thì có chắc là con nhỏ đó nó đẹp không vậy? Chấn như bóp mà cậu, kính mà con hay mà cậu. Nhìn tận mắt mày rồi hả? Dạ. Nhưng mắt mày không bảo đảm mày ơi. Trời ơi, nhờ cái mắt mơ màng này của con á. Con nhìn cổ từ trên xuống dưới, từ dưới ngược lên trên, cổ đâu biết con đang nhìn cổ cậu. Thì phải rồi, mắt của mày nhìn người ta đâu có biết mày đang nhìn người ta. Nhưng mà mày nói mắt mày là mắt mơ màng hả? Dạ. Mắt mày có môn là mắt mơ tưởng hay mắt mơ sản gì thì có. Dạ. Nó đẹp sao mày diễn tả cho tao nghe coi. Trời ơi, nó nhiều chỗ đẹp lắm cậu. Coi này nha, ha, cái chỗ phì ra nó cũng đẹp. Cái chỗ thắt vô nó cũng đẹp. Cái chỗ này nó đẹp. Cái chỗ này cũng đẹp. Cái chỗ này... Quay! Mày nhìn chi kỹ vậy mày? Hả? Nhìn kỹ mới biết của cậu chứ. Mà mày nói nó đẹp. Ừ, mày dạ. Biết cái con khỉ khô gì mà đẹp hả? Gặp cái con gái là cái mắt mày tối thui à. Mặt mày cứ ngu ra. Không biết phân biệt được gì nữa mà đẹp chứ sao? Ủa chứ lúc mà cậu gặp gái, mắt cậu sáng lên hả cậu? Chứ sao mày? Mặt cậu hôn da cậu. Chứ sao? Gặp gái mắt phải sáng ra, mặt mày phải thông minh lên, tao mới cua gái được chứ. Ừ, hèn chi ha. Lúc cậu chưa gặp gái mà cậu tối ngu ghê. Ngu. Ai ngu mày? Dạ con ngu. Dạ hả? Con ngu hơn cậu. Ngu thôi, dạ. Không có hơn tao mày. Dạ không hơn, cậu ngu hơn. Mày nói nó đẹp thiệt, tại sao cái thằng Bạch Công Tử nó không mò tới? Hả? Mà thằng Bạch Công Tử nó không mò tới có nghĩa là con nhỏ đó không đẹp. Không phải, con nhỏ này nó ở đâu nó mới về đây á cậu. Ừ. Cho nên ông Bạch Công Tử ông chưa biết. Con nói cậu nghe, ông mà biết á là ông đeo như đĩa vậy á cậu. Ừ. Nhưng mà cái thằng Bạch Công Tử đó cái gì nó lại không biết mày. Nhất là mấy cái chuyện mà liên quan tới giống cái đó không. Nó rành lắm mày ơi. Cậu cũng rành nữa. Ừ, tao cũng. Đi cậy tao mày. Dắt đường tao đi lẹ lên. Dạ đi cậu. Vậy buông gậy tao ra. Mày làm gì mày dắt tao đi vậy? Mày dắt tao đi gì rồi bà coi cô bác tao nhìn tao tưởng tao đuôi hả? Mày lãng quảng tao chọt một cái từ ngoài trước ra ngoài sau mà mày. Sao lên trước cậu? Tao quen từ trước ra sau rồi mày. Đi. Còn có chắc cái quán này không con? Dạ chắc cậu. Con nghe rõ ràng lắm, 2-3 lần lận á cậu. Trời ơi, tao đổ bộ mấy tiếng đồng hồ tới đây mày đừng làm tao mừng hụt nghe mày. Dạ con đâu có dám. Con cũng thấy mệt quá trời này cậu ơi. Gì? Tao cũng giống mày sao tao không thấy mệt? Dạ con mệt đó là tại vì bị cậu hành. Còn cậu bị bà hành cho nên cậu đâu có thấy mệt. Gì bà nào dám hành tao mày? Ừ đúng rồi. Con nói lộn. Gái hành cậu. Ờ thì mình phải biết thả con tép trước. Thả con tép bắt con ruốc hả cậu? Tầm bậy. Thả con tép để bắt con tôm con. Ủa vậy thả con gì để bắt con ruốc cậu? Trời đất ơi, thả cái đầu ngu mày xuống bắt con ruốc kìa. Mày nhìn tao mày có thấy gì không? Dạ con đâu có đuôi. Mày không đuôi sao mày không thấy? Mày không thấy mồ hôi ị rịnh ướt hết trơn áo cậu rồi con. Áo này gấm con. Dạ. Mắc tiền. Dạ. Quạt mày. Dạ quạt mày. Ê, lời nói tao không có kilo nữa hết phải không mày? Sao tao nói mày quạt tao sao mày không quạt? Cậu kêu quạt mày làm em tưởng cậu biểu em quạt em. Trời ơi, mẹ ăn mày càng ngày mày càng lú à. Tao nói mày quạt tao nè. Quạt lẹ mày. Dạ quạt lẹ. Lẹ về là hết cỡ rồi đó cậu. Trời ơi, ông vô bấm nhấp nè. Mình cũng bị đặt nóng nữa mập chứ tôi chưa thấy nóng. Tới đây, tới đây, tới đây cậu dạy việc. Dạ cảm ơn cậu. Cố
con biết cậu là con nhà giàu không? Dạ biết, cậu khỏi cần giới thiệu. À, mà mày cái thân mày mập hả con? Thân con mập chả như mỡ đâu ăn thua gì. Cậu, mày nhìn thân cậu đi, nó ốm không có mỡ con. Con để nó nóng gì nó chảy hết mỡ rồi cậu chết rồi thì tiền bạc của cải đất điền của ông rồi ai hưởng con? Dạ con hưởng cho cậu. Trời lúc này mày dữ lắm rồi nghe. Mà nghĩ cũng ngộ. Mồ hôi mồ kê ướt hết trơn hết trời. Áo quần thằng này quạt hồi bay đâu hết trơn ha. Dạ nó bay qua người con hết rồi nè cậu. Cậu nhanh lên cậu. Tới rồi con. Tới rồi cậu. Kì cậu. Cậu đang cắt cỏ trước nhà kìa cậu. Chứ cô kia cắt cỏ một mình, cho tôi mà cắt giới, chung tình làm đôi. Cô còn cắt nữa hay thôi, cho tôi mà cắt giới, làm đôi vợ chồng. Trời ơi, nhỏ này nó lanh quá mẹ ơi. Gặp rồi. Gặp gì con? Cậu gặp thứ dữ rồi. Thứ dữ là sao? Thạch sinh gặp chằn dữ rồi. Không sao con. Cậu hồi nãy cô muốn cắt cổ cậu á. Không phải, hồi nãy cô đòi cắt cái. Tôi cắt lưỡi này bây giờ nè. Lên này. Lên cậu, đi. Sao sáng mày nói với tao là cái thằng Bạch công tử nó chưa biết? Ừ, lạ cậu. Lạ gì? Hồi sáng thằng Ba Nọc kia nó nói ổng chưa biết mà. Ba Nọc là thằng nào? Thì là cái thằng hầu của ông. Trời, Bạch công tử này nè. Anh vậy chưa đủ quá mày, cái thằng này kia, cái thằng heo kia, cái thằng heo kia. Cậu. Tiên đồ quả thật không sai, đúng là định mệnh an bài đã xong. Trước khi bày tỏ tâm lòng, chẳng hay cô chủ có chồng hay chưa. Quân tử đã hỏi thì em xin thưa rằng cô chủ quán vẫn chưa có chồng. Chào Bạch công tử. Không dám chào Hắc công tử. Chẳng hay ngọn gió nào đưa công tử đến đây vậy? Ừ, không biết ngọn gió độc nào đưa công tử đến đây vậy? Thì ta đến đây để ta tìm. Tìm ai thưa công tử? Ta tìm cái người mà Hắc công tử cũng đang muốn tìm đó. Ừ. Tìm gái nói đại đi. Cá mè một lứa không mà. Dạ. Chào cô nương. Dạ, chẳng hay vì vị công tử từ đâu tới à? À, cô nương thì ra chưa có biết ta. Dạ. Để ta tự giới thiệu nghe. Ta là con ông Sâm, cháu của bà Thiên Lôi. Xưa kia ta ở trên trời, đứt dây rớt xuống làm người. Cũng may là ông ta không rớt xuống hầm cá tra. Ê mày, tầm bậy mày. Cậu tao rớt xuống hầm cá nó ăn lâu rồi mày. Cái này là cậu tao rớt xuống hũ vàng nha mày. Còn lâu rồi mày, đừng ham. Ở đây mọi người gọi ta là Hắc công tử. Ồ, vậy em biết rồi. Có nghĩa là công tử rớt xuống cái thùng dầu hắc phải không? Đúng vậy. Không phải, cô em hiểu lầm rồi. Tại vì cả cái miền này chỉ có hai gia đình là giàu nhất thôi. Ta giàu hơn chốt. Vì vậy cho nên dân trong làng này mới gọi cái thằng cha phách lối kia là Bạch công tử. Còn ta ở đây là Hắc. Hắc xì dầu. Hắc xì dầu mà xịt vô hủ tiếu ăn ngon lắm đó công tử. Đúng rồi đó con. Đúng vậy con. Cậu con á là Hắc công tử chứ xì dầu thì xiết gì cậu. Không sao con, không sao con. Thằng kia nó lanh lợi lắm. Đúng cậu rồi. Chấm nó rồi. Nè,
mai mốt khi nào mà ngươi không còn làm với Bạch công tử nữa, về làm với ta. Không thèm. Ủa mà để làm chi vậy cậu? Để cậu thả nó vòng vòng ở sau giường á, cậu làm bia, cậu tập bắn súng. Cậu cậu cho em bắn nữa nha cậu. Được, cậu cho con bắn. Con bắn nó từ đằng sau con bắn lên á. Ủa, bắn gì từ đằng sau bắn lên con? Con bắn lén đó mà. Cậu cậu cậu, cái đó bắn lén con người cậu. Con đừng lo con ơi, chỉ cần ghe vàng nhà mình thôi. Cậu đưa con chọi cái hai đứa đó chết à. Dạ cảm ơn cậu. Khoan giờ để cái đây cậu thị quy cái đã. Cậu làm con mừng hụt. Dạ thưa, em xin ra. Ôi. Cái gì vậy? Dạ cái dây chuyền của công tử làm chói mắt em quá. Ủa chứ không phải mặt này sáng quá hả? Sáng là Bạch công tử à. À, người ta gọi ta là Bạch công tử. Yeah. Bởi vì đầu óc ta lúc nào cũng nghĩ tới chuyện trinh tiết. À, trinh tiết. Còn nó là Khách công tử. Bởi vì lúc nào đầu óc của anh ta cũng nghĩ tới chuyện thất tiết. Dạ thưa là em tuy là ở xa mới tới, nhưng em biết là danh tiếng của hai nhị vị đó giàu có vô song. Giàu thì không giàu gì, nhưng mà ta muốn gì thì được nấy. Muốn cùi chỏ cũng được liền công tử à. Con quý giá đi dành cho Bạch công tử đi. Đúng rồi, Hắc công tử thì muốn gì được nấy. Hắc công tử muốn ăn cơm thì có cơm. Đúng. Mà muốn ăn cám cũng có cám. Ủa cậu, sao cậu ăn cám cậu không cho con ăn vậy? Lát về cậu cho con nguyên một máng lớn. Dạ, cậu nhớ nha. Cậu xấu ăn cho. Ôi, dạ em mời tất cả mọi người ngồi xuống và nghỉ ngơi. À, cô cho ta một bình rượu ngon để ta đãi cho Hắc công tử. Cô cho ta một bình rượu cũng giống như vậy mà bự gấp đôi, để ta rửa cái đôi giày ý của ta. À đúng rồi, Hắc công tử ơi, chuyên uống cái rượu mà để rửa giày đó. Dạ có liền, có liền. Cô cứ đi làm đi ha. Dạ đây. Bình rượu của em uống thì em tính một thôi, nhưng mà rửa giày đó em tính tới 10 lần đó nha. Trả cho cô nương gấp đôi. Dạ. Nè. Dạ. Cô nương coi bàn bên kia muốn ăn uống gì thì dọn cho tụi nó ăn đi. Dạ. Mời như vị công tử. Cảm ơn cô nương. Nè, hai anh muốn ăn gì không? Cô phải bên kia ăn cám không cô? Cô coi con một cái máng cám bự thiệt bự nha cô. Trời ơi sao mà bự quá à. Máng là để cho heo ăn. Cô cho hai tụi con hai tô cám bự bự nha cô. Lẹ lẹ nha. Thôi nếu mấy anh muốn vậy đó thì em sẽ làm cơm heo cho mấy anh ăn được không? Cô chửi con heo á hả? Cơm xào với thịt heo. Trời ơi heo em tự nuôi đó. Nó tròn hay nó trắng, nó mát mẻ, nó dễ thương như là ông anh của em vậy nè. À, cậu, cô kêu con là heo cậu. Kêu con là heo cậu. Giống phải rồi. Nè, mày heo. Bạch huynh. Tôi nghe đồn là Bạch công tử đây đã từng quy tụ dân làng lại phá ruộng đắp thành phi trường nội trong vòng một ngày để mà đáp máy bay chở gái đi chơi đó phải không? Đó không còn là lời đồn mà đó là sự thật. À. Mà tôi cũng đã từng nghe Hắc công tử đem vàng xuống dưới thuyền để cho gái nó ném cá chơi đó mà. Quá thật lời đồn không sai. Hai công tử giàu có quá. Nhưng mà phải chi tiền bạc đó đem phân phát cho người nghèo á thì đúng biết bao nhiêu còn đây chỉ gì. Ôi, ba cái chuyện lẻ tẻ đó mà nhỏ cô lo thôi, cái gì nhỏ thôi. Tôi nói cho cô biết nha, nổi cái vườn cây trái nhà tôi đó hả, nếu như mà cô đi lạc vô trong đó đó, cô đi lanh quanh cả nguyên một ngày mà không tìm được cái lối ra đó. Còn cái vườn cây trái nhà tôi á thì cây trái nó tùm đến nỗi cô chỉ cần đi vòng vòng ở ngoài suốt ngày mà không tìm được lối vô đó. Ôi trời. Còn cái hồ cá nhà tôi đó hả, tôi nói thiệt với cô chỉ cần rẽ nước ra thôi là cô thọt tay xuống bắt con cá lên. Trời ơi. Hồ cá nhà tôi thì hoàn toàn khác hẳn, bởi vì hồ cá nhà tôi á cô phải rẽ cá ra cô mới múc được nước. Còn ruộng vườn á thì cò bay thẳng cánh. Còn ruộng vườn nhà tôi á cò muốn bay qua hết phải ngừng lại nghỉ mệt 2-3 lần á thì mới qua hết được à. Bởi vì cô biết không, làm giàu trên xương máu của tá điền, bởi vì cái khu của mình đó tá điền nó bắn cò chết hết, nó ăn thịt đó. Không còn sót là một con đang đứng kia kìa. Nói gì thì nói cho em thấy hai công tử giàu quá chừng quá đất gì đó hà. Bởi vậy cô nương phải nhớ cái điều này nè. Lấy chồng giàu thì đời em thông thả, lấy chồng nghèo thì vất vả gian nan, sớm mai lên núi đốt than, chiều về xuống biển đào hang bắt còng, bắt còng cái mà bắt còng. Đồng tiền không phấn không
mà sao khéo điểm khéo tô mặt người. Ý, cô nói vậy nghĩa là thế nào? Dạ có nghĩa là hòa hổ, hòa bì nan, hòa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Em đây chỉ sợ lỡ lầm củ khoai lang thúi mà ngỡ là củ sâm bên Tàu đó. Hay, hay. Hòa hổ, hòa bì, nan, hòa cốt có nghĩa là vẽ con cọp chỉ vẽ được cái lớp da bên ngoài của nó thôi, chứ làm sao vẽ được tận xương tủy bên trong của nó. Còn tri nhân, tri diện, bất tri tâm là mình nhìn con người chứ nhìn được bề ngoài, chứ đâu có nhìn rõ trong lòng của nó. Còn em đây chỉ sợ lỡ lầm củ khoai lang thúi, ý nó Bạch công tử thúi đó. Ông thúi á. Tàu thúi tàu. Bạch công tử đã nói bạch là không bao giờ thúi trắng, làm sao thúi đen nó mới thúi. Ừ đúng rồi, đen nó thúi á. Nhiều khi trắng nó còn thúi hơn đen á Bạch công tử. Dạ thôi thôi thôi, em thấy đen trắng gì cũng thúi trơn á. Hay lắm, giỏi lắm. Cô nương dám chê bai anh em tụi tôi hả? Vậy á thì bây giờ tôi ra câu hỏi này cho cô nương, nếu như mà cô trả lời được thì tôi, cô nương muốn cái gì tôi cũng cho hết. Cũng cho dạ, hết. Hai công tử cứ ra câu đối. Em thì em không có đòi hỏi gì hết trơn á. Nếu mà hai vị có lòng đó, của cải đem phân phát hết cho dân làng là được hà. Được rồi, tôi theo ý của cô. Nếu tụi tôi thua, tụi tôi sẽ ra về tay không. Quá ơn cậu, quá ơn cậu. Tôi sẽ để lại tất cả vàng bạc ở đây. Thấy cô đây ứng đối, tôi cảm phục trong tâm. Vậy có câu hỏi này, bô kinh ở đây nghĩa gì? Cô trả lời tôi nghe, te tí tò tí te. Tôi cảm ơn công tử đã có lời khen tôi. Tôi đây xin đáp rằng bô kinh có nghĩa thế này: một thờ mẹ thờ cha, hai thờ chồng nuôi con. Thấy cô tôi cũng quy, tôi hỏi lại một câu. Câu tư đức tam tòng người xưa nói lên nghĩa gì? Xin trả lời tôi hay, tôi sẽ đầu hàng hai tay. Ý, cô nói vậy nghĩa là sao? Có nghĩa là theo cha rồi lại theo chồng. Khi chồng đứt bóng quyết lòng theo con. Tam tòng đạo ấy vuông tròn, thì câu tứ đức đâu còn nghĩ suy. Công ngôn dung hạnh nữ nhi, phận em là gái em thì phải theo. Ừ. Không phải đâu, tôi nghe má tôi nói á, tứ sắc, tứ là tứ sắc, mà tứ sắc là có bốn con tướng, mà bốn con tướng là tướng đỏ, tướng vàng, tướng xanh, tướng trắng, vậy đó, tế quan, trung tiền. Trung, sao mà trung cho họ bây giờ? Bài còn tam á, tam á là ba, ha, tòng là tùy, mà tùy theo bài á, mình chia làm ba, chia đầu, chia giữa, chia cuối. Cái chuyện đây không phải là chuyện của tụi bay xíu vô. Đúng rồi, ừ. Cái chuyện của tụi bay bây giờ là đem hết vàng bạc của cải đem ra chia cho dân nghèo. Dạ, 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 dạ. Quan ngô cậu. Nhanh lên nha không? Mặt mày ngu. Ai dân làng đâu? Tao, 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 tao. Mày dân làng hả? Mày dân làng nè. Mày đem ra ngoài kia chia cho dân làng ngoài kia kìa. Hai cái đằng này. Xí lẻ lên. Tao dân làng nè. Bây giờ em đố hai công tử nha. Được, được mời. Mời. Quả gì lắm muối nhiều khe, anh hùng hào kiệt thoáng nghe chạy dài. Quả gì đó mát lạnh bàn tay, cắn vào một miếng đó, 7 ngày ê răng. Quả gì của kẻ dối gian, bị vợ nhìn thấy hoang tàn bể dâu. Quả gì của đấng mày râu, mà suy mà yếu, vợ rầu gấp ba. Quả gì các mợ các bà, đụng tới nước mắt chan hòa như mưa. Ừ. Quả gì kỳ vậy Bạch huynh? Trời ơi ai biết quả gì? Trời ơi huynh không biết sao tôi biết? À nhưng mà cô đố được là cô phải trả lời được nghe. Đúng à. À. Chứ sao, nghe em giải thì nghe. Ừ. Quả gì lắm muối nhiều khe, anh hùng hào kiệt thoáng nghe chạy dài. Quả gì? Đó là quả lựu đạn. Bùm. Cái gì đấy? Bùm vô mặt mày bây giờ. Bùm mấy mày, bùm mấy mày, bùm tao đương thua mày mới bùm mà. Dạ thưa cậu, con phát tiền cho dân làng xong hết rồi. Xong chưa? Dạ xong hết rồi. Còn cục nào trong này không? Dạ không, dạ không. Đi ra cho tôi xong.
Dạ bình tĩnh, bình tĩnh, dạ bình tĩnh. Vậy chứ quả gì, quả gì mà mát lạnh bàn tay, căng vào một cái 7 ngày ê răng cô nói tôi nghe coi. Dạ, đó là quả cân. Ừ. Không tin á, công tử cắn thử coi. Có đầu cắn. Cậu, cậu, đá ra cậu cắn đi cậu. Đang quê mà mày. Ê, rồi còn quả gì mà của kẻ dối gian, bị vợ nhìn thấy là quan tàn bể dâu. Đó là quả tàn. Công tử thử lạng hoạn cái vợ bắt gặp coi, chết cả đời luôn vậy đó. Vậy chứ quả gì của đánh mày râu mà suy mà yếu, cái vợ sầu gấp ba. Quả thận chứ quả gì. Ê mày, quả thận là cái gì mày? Ây da. Quả thận đó. Còn quả gì mà các mợ các bà đụng tới một cái nước mắt chan hòa như mưa vậy? Dạ cái đó là quả phụ. Thôi câu này nghe sợ. Được, cô nương giỏi lắm, giỏi lắm. Hôm nay ta tạm chấp nhận thua cô nương đi. Dạ. Nhưng mà hẹn ngày mai ta sẽ trở lại trả thù. Phục thù. Ngày mai đó quý vị cứ tới đây chơi ha. Đương nhiên. Ngày mai không có em ở đây đâu, bởi vì em phải nấu cơm cho chồng con em ăn. Được. Sao nãy cô nói là cô chủ quán chưa có chồng? Đúng rồi. Dạ thì đúng rồi, chủ quán đâu có chồng. Nhưng mà em đâu phải là chủ quán, chủ quán là bà ngoại em. Ủa? Em coi dùng quán vì gì bà ngoại em hôm nay trúng gió. Ủa sao bà ngoại cô chưa có chồng sao đẻ mẹ cô rồi mẹ cô đẻ ra cô là sao? Dạ đây là bà ngoại nuôi của em. Hả? Thôi em gì với chồng con em nha. Công tử. Thành thật chia buồn cùng Bạch công tử. Thành thật chia buồn cùng Hắc công tử. Hẹn gặp nhau ở một quán khác. Chào. Chào. Về con. Về cậu. Hẹn mày chia vàng nữa nha mày. Mai chia nữa nha mày. Mai chia nữa. Thứ lẽ lắm, cậu một cái từ trước ra sau bây giờ.